Các chuyên gia gây mê Mỹ và Canada đã công bố nghiên cứu về nguy cơ xuất hiện biến chứng nguy hiểm đến tính mạng khi phẫu thuật hoặc thực hiện quy trình khác cần gây mê với những người sử dụng thuốc giảm cân. Hiệp hội gây mê Mỹ đã ban hành hướng dẫn, trong đó khuyến nghị các bệnh nhân ngưng dùng liều thuốc giảm cân hàng ngày trong ngày thực hiện phẫu thuật và ngưng mũi tiêm giảm cân hàng tuần vào khoảng một tuần trước khi tiến hành các quy trình gây mê. Theo đó, nguy cơ này đến từ cả những loại thuốc giảm cân thịnh hành như Wegovy hay Ozempic. Nhóm chuyên gia nhận thấy, ngày càng nhiều bệnh nhân dùng thuốc giảm cân rơi vào tình trạng thức ăn hoặc chất lỏng xâm lấn phổi khi được gây mê vì dạ dày của họ vẫn còn nhiều thức ăn, kể cả những người đã thực hiện theo đúng hướng dẫn quy chuẩn là dừng ăn từ 6 đến 8 giờ trước khi thực hiện gây mê. Những loại thuốc này giúp giảm cân nhờ cơ chế bắt chước hoạt động của các hormone trong dạ dày, được kích hoạt sau khi bệnh nhân ăn uống. Thuốc cũng can thiệp những tín hiệu giữa dạ dày và não bộ có chức năng kiểm soát khẩu vị và cảm giác no, làm chậm tốc độ tiêu hóa trong dạ dày. Hiệp hội gây mê Mỹ khuyến nghị các bác sĩ nếu nghi ngờ đang điều trị cho bệnh nhân vẫn chưa ngưng dùng thuốc thì coi như đó là một trường hợp dạ dày còn nhiều thức ăn và từ đó lựa chọn cách thức gây mê phù hợp hoặc hoãn gây mê nếu có thể. Tiến sĩ Hobay, chuyên gia gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, Mỹ, khuyến nghị người sử dụng thuốc như Wegovy nên nói rõ cho bác sĩ điều trị biết trước khi thực hiện quá trình gây mê và thảo luận kỹ về nguy cơ biến chứng và những lợi ích liên quan.